Đồng nghiệp đến thăm ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng Vũ Linh thần sắc ra sao sau bạo bệnh? Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Toại Mỹ đã chia sẻ loạt ảnh các nghệ sĩ khác như nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy, nghệ sĩ nhân dân Thoại Miêu, nghệ sĩ Võ Minh Lâm cùng đến thăm ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng Vũ Linh. Cô cũng cho biết bản thân rất cảm động trước tình nghĩa đồng nghiệp với nhau, dù ai cũng có nhiều công việc riêng, nhất là nghệ sĩ Lệ Thủy, vì cô vừa mới từ Úc trở về, đã cùng mọi người đến thăm nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ viết, thương chị Lệ Thủy quá, chị mới từ Úc trở về Việt Nam, nghe tin anh Vũ Linh bị bệnh chị biểu, phải đưa chị đi thăm anh liền, thế là mấy chị em xông vào nhà để thăm anh mình, xót xa quá. Trong ảnh, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh trông hơi bơ phờ và tiều tụy vì vừa trải qua một trận ốm nặng. Tuy nhiên, ông vẫn tỉnh táo trò chuyện cùng các đồng nghiệp thân thiết. Mỗi khi nhắc đến kỷ niệm xưa trên sân khấu hay đi quay tuồng cùng mọi người, ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng cười tươi. Hiện tại, sức khỏe của ông đã đỡ hơn phần nào và được người thân lẫn cô con nuôi Bình Tinh chăm sóc kỹ lưỡng. Dù anh đang đau rất mệt, nhưng chị Lệ Thủy, chị Thoại Miêu, anh Hoàng Song Việt, Mỹ và Võ Minh Lâm kể chuyện xưa, chuyện đời, chuyện nghề cùng nhau trò chuyện đã khiến anh vui vẻ, nhớ lại những kỷ niệm và quên đi cái đau, cái mệt. Con gái Bình Tinh dù nhỏ xíu nhưng rất nhanh nhẹn, chăm sóc ba rất là cẩn thận, chu đáo. Cảm ơn con nhiều lắm nha Bình Tinh. Tình nghệ sĩ chúng em là ở chỗ này nè, luôn yêu thương đùm bọc lẫn nhau, cầu nguyện cho anh Năm Vũ Linh mau hết bệnh để tiếp tục phục vụ quý khán giả. Biết bao tình thương yêu của mọi người dành cho anh và đang trông chờ anh, cố gắng lên nhé tình yêu của em ơi. Nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ chia sẻ, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh bén duyên với sân khấu ngay từ nhỏ, ông nổi tiếng với các tác phẩm Hòn Vọng Phu, Dù Áo Bụi Đời, Lương Sơn Bá, Cô Đào Hát và được mệnh danh là ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh từng đạt nhiều giải thưởng uy tín và danh giá trong sự nghiệp nghệ thuật. Dù đã ở tuổi U70 nhưng Vũ Linh vẫn tận tụy cống hiến cho nghề.